Chương trình chúng ta sẽ gặp lại cô bé vô cùng dễ thương. Đó là cô bé nhỏ tuổi nhất Việt Nam hát được rất nhiều lần điệu dân ca, cùng một sự kết hợp với ca sĩ Phật tử Duy Phường, một Phật tử được rất nhiều người yêu thích với rất nhiều bài hát ở trên mạng YouTube. Xin dành một tràng vỗ tay thật lớn cho sự kết hợp giữa hai bác cháu ca sĩ Duy Phường và Phật tử Tú Thanh ngày hôm nay. Dù dương hương hòa lan thơm ngát, con quỳ xin cung kính đấng vô lượng quang minh, trí niệm con khấn thiết kiếp này tu vãng sanh. Con lên chùa dâng hoa mừng vía Đức Di Đà, đêm đất trời hoan ca, hoa đèn trăng sáng quá, sen vàng chen sen trắng thắm tươi là sen tâm, chí thành còn dâng cung đóa sen lòng bao dung. Thắm lên ngàn ngọn nến sáng tươi một vùng trời, niềm vui lên đôi môi, khẽ khấn niệm thì thầm khấn thiết giọt lệ mừng lòng con với nghiệp chướng. Hướng lên ngài chiêm bái thiết tha chỉ niệm ngài, dìu con qua phong ba, nhớ mãi lời thầy dạy tỉnh thức mà hành trì, liền tan đi tà ý đêm nay chiều con tim tràn ánh sáng đạo vàng, con muốn làm chuông vang làn nhẹ niềm siêu thoát, mong gọi ai tỉnh giác hãy quay về nơi đây thấy niềm vui chính pháp phát tâm thành quy. Con lên chùa dâng hoa mừng vía Đức Di Đà, đêm đất trời hoan ca, hoa đèn trăng sáng quá, sen vàng chen sen trắng thắm tươi là sen tâm, chí thành còn dâng cung đóa sen lòng bao dung. Ngàn ngọn nến sáng tươi một vùng trời, niềm vui lên đôi môi, khẽ khấn niệm thì thầm khấn thiết giọt lệ mừng lòng con với nghiệp chướng. Thầy dạy tỉnh thức mà hành trì, liền tan đi tà ý đêm nay chiều con tim tràn ánh sáng đạo vàng, con muốn làm chuông vang làn nhẹ niềm siêu thoát, mong gọi ai tỉnh giác hãy quay về nơi đây thấy niềm vui chính pháp phát tâm thành quy, mong gọi ai tỉnh giác hãy quay về nơi đây thấy niềm vui
chính pháp phát tâm thành quy. Mong gọi ai tỉnh giác hãy quay về nơi đây, thấy niềm vui chính pháp phát tâm thành quy. Xin cảm ơn ca sĩ Phật tử Duy Phượng và